Đang trong thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vẫn nhận đóng phim mới vì điều này. Bà xã của nghệ sĩ nhân dân Công Lý vừa hạnh phúc chia sẻ tấm ảnh chồng đang hóa trang, chuẩn bị cho vai diễn mới trên sóng VTV. Mới đây, vợ trẻ của nghệ sĩ nhân dân Công Lý bất ngờ chia sẻ hình ảnh chồng đang được trang điểm để chuẩn bị quay phim mới. Cô cho biết, chuyên gia hóa trang cho chồng là Thái Phạm, người tạo nên hình ấn tượng của cô đầu trong Táo Quân và cho các nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng như Người Phán Xử, Tuổi Thanh Xuân, Mê Cung, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Bài viết của Ngọc Hà nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Thông qua hình ảnh mới nhất, người hâm mộ dễ nhận thấy sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiến triển hơn trước. Nam nghệ sĩ dần trở lại với nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã trở lại tập kịch cùng đồng nghiệp tại nhà hát kịch Hà Nội hay tham gia talk show. Ngọc Hà cho biết thêm ông xã rất phấn khởi khi được đứng trên sân khấu. Hồi đầu năm, nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhận lời làm khách mời trong Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, đánh dấu lần thứ hai nghệ sĩ nhân dân Công Lý tham gia phim truyền hình kể từ khi anh dần hồi phục sau bạo bệnh. Giữa năm 2022, anh vào vai chồng của bà Vân, Vân Dung trong Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Trước đó, bà xã cũng cho biết sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý chưa thực sự đảm bảo để nhận lời tham gia vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình dài hơi. Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ Công Lý thường chỉ nhận những vai khách mời để tập trung cho vai trò phó đạo diễn. Đặc biệt, trong thời gian đau ốm phải tạm dừng công việc, Công Lý mang tâm tư chiếu nặng bởi rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ trường quay nhưng cố ăn uống, luyện tập để có sức khỏe tốt nhất cho ngày trở lại. Danh hài Công Lý đổ bệnh vào tháng 7 năm 2021 và phải nằm viện nhiều tháng. Sau khi xuất viện, anh vẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ, tập vật lý trị liệu. Phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội và vợ thường sang Nhật Bản để chữa bệnh. Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc và mong ông xã mau chóng bình phục và quay lại với nghệ thuật. Trúc Chi, theo VTC News, Vietnamnet.